Xin chào các bạn, tôi xin được tự giới thiệu, tôi tên là Hoàng Ngọc Sơn, website của tôi là hoangngocson.com. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn cái mô hình kế tiếp trong những cái mô hình hiệu quả. Đây là cái mô hình Hanginman. Mô hình này xuất hiện ở cuối một cái chu kỳ tăng giá, có nghĩa là trong những giai đoạn phía trước là giá sẽ tăng tăng để xuất hiện cái mô hình này. Mô hình này thì ở đây nó có cái thân nến nhỏ và bóng nến rất là dài quay vào bên trong, và sau đó thì xu hướng sẽ đảo chiều. Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem cái video để chúng ta hiểu rõ hơn cái mô hình này. Rồi, chúng ta xem video. Đó. Chúng ta thấy rằng là hiện giờ mô hình này giá nó đang trong giai đoạn tăng. Chúng ta theo dõi. Rồi, giá tăng lên. Tăng lên. Đó, lúc này chúng ta thấy này giá tăng lên, xuất hiện cái cây này, cái nến này có thân nến nhỏ, bóng nến dài. Quay vào bên trong, ở trên đây là bóng trên này nhỏ, có hoặc không có không sao, nhưng mà ở đây nó đủ điều kiện để nó thực hiện gọi là cái mô hình Hangman. Thì cây nến này là cây nến xác nhận, nếu cây này là cây giảm thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh bán xuống. Đó, như vậy thì lúc này chúng ta thực hiện lệnh bán xuống, đầy đủ điều kiện để xuất hiện một cái mô hình Hangman. Và với cái giải đáp tương tự so với các cái sản phẩm khác thì chúng ta cùng theo dõi, và khi xuất hiện cái mô hình này thì chúng ta thực hiện cái lệnh bán ra. Và đây là một trong những cái mô hình rất là hiệu quả. Bạn hãy xem đi xem lại cái video này nhiều lần để các bạn có thể cảm nhận tốt hơn, và đồng thời bạn cũng nên mở một tài khoản nhỏ để các bạn thực hiện giao dịch theo cái hướng dẫn của tôi. Một lần nữa thì tôi cũng xin nhắc lại các bạn có thể tham khảo nhiều thông tin hoặc là truy xuất những cái tài liệu ở trên website của tôi là hoangngocson.com. Ngoài ra các bạn cũng có thể xem kỹ những cái giới thiệu về khoa học của chúng tôi ở trong cái phần mô tả của cái video này. Hẹn gặp lại các bạn ở khoa học của chúng tôi.